Thì đến bạn này lại đi. Đấy là nếu chốc mà con thua là con phải. Bạn này bạn mà thừa là bạn cho bạn cho con vay. Đấy, con vay xong tí nữa con lãi con lại trả. Nghe chưa? Đấy. Đấy phải không? Đấy bạn này lại ăn rồi. Thế bạn này đi ô này vậy con giải từ đây đi xem nào. Con nằm ô 10 mà bên này bạn này đã có quan đâu. Bạn này chưa có quan. Đây. Yên Hoa ơi, em lấy rau à? Ở đây cháu lại đến cho ngồi đây, cháu bà ngồi đây xuống.
Vào đây cho công việc cho cháu nha. Đấy, ngồi đây. Ngồi đây. Đấy, quần áo đấy, ngồi đây. Chồng nó xinh xắn thế bà rồi nè. Tiền này xinh xắn đấy. Bà uống nước đi. Vâng, bà vào nè. Uống nước đi con. Uống nước đi. Thế hôm nay lại đến nhận việc nhá. Thế trước tiên hỏi cháu tên là gì? Chả hiểu gì cả. Cháu tên là Kim Hoa. Cháu tên là Kim Hoa. Rồi rồi rồi. Đấy, nó đang bảo đấy. Kim Hoa hả? Đấy. Ừ, Kim Hoa. Đấy, đấy. Rồi. Thế ở đây uống nước xong là uống nước đi. Rồi thì bắt đầu vào việc nhá. Vào uống này. Xong nước rồi bé em bé cho bà. Uống nước thì rồi bắt đầu vào việc nhá. Nấu cơm. Từ hôm nay ở đây có việc gì thì làm cho bà nhá. Rồi uống nước đi. Uống nước đi. Rồi. Bà chủ mời uống nước đi. Đấy, xinh xắn và khéo léo, đẹp người đẹp lết thế. Như gái Hàn Quốc ấy chứ. Rồi. Việc chính. Việc chính là chăm sóc hai em bé này nhá. Quét nhà, quét cửa. Cơm cháo. Nhớ chưa? Giặt giũ. Thế nhá. Ừ, giặt giũ quần áo nhá. Rồi. Này bé bé em, này bé em bà. Nấu nấu cơm, giặt giũ quần áo này cho bà. Trông hai em bé này nhá. Nó khóc là phải bế, pha sữa cho nó uống, nhớ chưa? Kiều lắm này mẹ. Đấy, hai bé con ngoan thế đấy. Nếu em khóc là phải pha sữa cho em uống, rồi ru em ngủ, nhớ chưa? Ru em ngủ nhá. Xong lúc nào em ngủ thì đi vào lấy chổi ra quét nhà, lau chùi bàn ghế, nhớ chưa? Đấy là việc chính nhá. Rồi đến bữa 10 giờ là phải sắp nấu cơm, nhớ chưa? 10 giờ là phải đi nấu cơm nhá. Ngủ dậy lúc nào rỗi là giặt quần áo, nhớ chưa? Đấy, cho nên đấy, nhớ việc chưa? Đấy là việc đầu tiên nhá. Rồi bây giờ cháu nó đang ngủ đấy, vào lấy chổi quét nhà đi, lau bàn ghế đi, lau bàn ghế đi rồi xong quét nhà nhá. Tay nó điếc nhưng mà ra hiệu là nó vẫn biết đấy, nó biết mà, cháu nó biết đấy. Rồi. Thông minh lắm thì mỗi cái là mồm miệng không có rồi. Rồi bé lắm này nhỉ, con ngủ nhá. Ngày bé ngoan thế đấy. Tao chùi bàn ghế đi rồi mang đĩa chén ra rửa nhá. Sạch cái rồi vào lấy chổi quét nhà nhá. Rồi, ra lấy chổi quét nhà đi. Để bà đi ăn cỗ nhá. Bà đi ăn cỗ và lấy phần cho hai em bé nhá. Nào con ngoan nào. Ngủ nhá. Yêu nhỉ. Cám ơi. Cám. Dạ. Ra đây mẹ bảo này. Còn ngắm cuốt chuẩn bị đi đâu đây? Chuẩn bị đi chơi đây. Không có đi chơi con. Hôm nay nhá, ở nhà mà trông con. Để mẹ còn đi ăn cỗ đây. Không có người ta mời mà không đi thì không được. Ở nhà mà trông con nhá. Chỉ trông một lúc thôi nhá. Không trông lâu đâu đấy. Mẹ đi ăn nhanh mà về đấy. Nhanh thì cũng phải ăn xong thì mới về chứ. Con còn đi chơi đấy, con không ở nhà đâu. Bây giờ ở nhà mà trông nhà để mẹ đi ăn cỗ nhá. Cỗ rồi thì không có đi.
đi đâu có cả nhá. Ở nhà mà trông con nhớ chưa? Nhớ rồi. Cứ nói mãi thôi, đi đi, mẹ đi đi. Đi nhanh mà về nhá. Ngốc mi cái tấm nó còn phải đi ra đồng nó làm mạ đấy. Nên là ở nhà mà trông con nhớ chưa? Vâng. Cho mẹ đi ăn cỗ đây. Con ở nhà nhá. Hai bé ở nhà nhá, bà đi ăn cỗ và lấy phần cho con nhá. Yêu nào. Nào. Đấy trông con nhá. Nó mẹ đi nhanh nhá. Nó dậy thì phải cho nó lại phải trông ở nhà nhá. Lại phải trông đấy. Con mới chở cái đang yên đang lành thì con mới chở cái đang chơi ở ngoài thì này lắm việc lắm chuyện. Ngủ đi nhá, ngủ đi, ta còn đi chơi này, ta không ở nhà trông được đâu nhá, ngoan nhá. Ta đi chơi thì chưa tao đi về đây cho bú nhá, giờ đi chơi đây. Đang yên đang lành thì con mới cái chơi suốt ngày, đi chơi cho nó sướng, con mới cái bận bịu ra. Đấy, ngoan này, chuẩn bị đi chơi đây. Ngủ đi nhá, ngủ đi, đi chơi đây. Bạn bè đang đợi kìa. Mà đi chơi tí đi, ở nhà nhá, chơi tí đi. Đi chơi đây. Cái gì mà mày nó chạy rồi, bà cũng nói nó chọn gì, nó cái bản
nhanh ba. Nào nào, cởi ra. Mày có đi không? Một tay nó vào. Mày có đi không? Tao không biết gì đâu. Mày có đi không? Mày có cái nào mà mày lại đến đây trộm cắp? Không được, không được. Đã ra nó chạy mất, buộc tay nó vào. Bà trói nó vào, lôi nó vào lập biên bản xem nó là con cái nhà nào. Còn thằng nữa nó chạy đâu rồi, sao mà không biết là nó lấy cái gì ở bên trong ấy. Không biết nó lấy cái gì ở bên trong ấy, buộc tay nó vào. Buộc chắc vào, chặt vào. Ôi cháu xin cô, cháu không biết gì cả. Xin thỏ gì hết. Thôi mang xe về đi. Đi đi đi. Mày ở đâu đến đây ăn trộm ăn cắp? Lập cái gì đây, nó có cái bao gì, nó mất nó chạy lên trên đồi này. Lập biên bản và xem nó là con cái nhà nào. Dám đến đây trộm cắp còn thằng nữa đâu. Mẹ ở đâu? Tao không biết gì đâu, tao cho nó con. Tao không biết gì cả. Tao cho nó con xem nó là bảo là lần sau nó cái gì nữa là. Về đây rồi giải quyết sau, không đánh nó. Còn thằng kia rồi. Thích nó ở đâu, mẹ ở đâu? Ăn ăn trộm đấy, đấy lại ăn vào cả ăn trộm cả nhà ta đấy, không biết là nó lấy những cái gì đấy chứ này. Ôi trời, hôm lần này sao không ăn tù. Đấy lại còn ăn trộm đấy. Chói nó vào đây. Chói lại. Đứng đây, đứng sát vào đây. Chói nó vào đây. Ôi cháu không biết gì đâu, cháu xin cô. Chói cô nó vào đây, cháu xin thỏ gì hết. Chói thằng này vào đây. Ở quê chúng ta không có người ăn trộm ăn cắp như này nhá. Mày ăn cắp ở đâu? Hả? À, mày ăn cắp cái gì? Cháu không biết gì cả cô. Thấy lúc đấy nhìn nó ở ngõ nào nó chạy ra đấy. Nó ở trong này này bà ơi. Tôi đi thăm đồng về là tôi thấy nó ở đây nó chạy ra là coi như thế nào. Là một bao tải đấy. Thế nó chặt vào. Chặt rồi. Đấy, đồ ăn trộm đấy. Bác mày không trộm nhà tao nhé. Ngậm cái mặt lên xem nào. Xem cái mặt mũi lên nào mà để điên trộm. Con gái nhà nào đấy. Thực lại vai rộng, thực lại vai rộng. Gõ cho mày một cái nhá. Xem ở đâu nào. Con gái nhà nào mà đi ăn trộm ăn cắp nhà. Quê quán ở đâu? Gì cả. Quê quán mày ở đâu? Hả? À, mày ăn trộm chim hả? Không rồi, à, đây, In Hoa nó bảo là nó lấy trộm gì đâu cô ạ. In Hoa nó bảo là vào trong đấy. Mày bảo lấy trộm đây này. À, đấy. À, bắt chim nhà tao thế không à. Yêu mẹ mày đập cho mày cái. Rồi, thằng này đứng đây nhá. Rõ ràng có được con đồng. Chó chặt nó vào rồi đưa lên công an cơ. Đứng đây nhá, có được rồi, đi. Mình vào chuẩn bị cơm cháo chưa rồi, cứ đứng đây. Cứ chói nó ở đây coi nhịn đói đi. Đi. Xong rồi để bố mẹ nó đến đây xem là bố mẹ nó là ai. Cất chổi đi, cất rồi. Vào trong nhà đi, đi vào trong nhà rồi chuẩn bị cơm cháo. Cứ để nó đứng đấy đã. Không, cho đáng đợi như mày chưa. Đấy. Thôi đi vào con. Nếu hôm nay mà không có bà này thì nhà tôi đã mất hết cả rồi. May mà có bà đi ngang qua, bà phát hiện ra thì bắt được. Thôi chúng nó chạy mất nhưng vẫn giữ được cái xe.
cả nhà ơi, cố gắng nha, giữ gìn cẩn thận nha. Bà ơi, mọi người trông nom cẩn thận nha, tôi đi thăm đồng gặp ngay trộm, thế nhưng mà nhà bà này bà thuê người lại người không biết nói, cho nên là người ta không biết thế nào để phân tích. Nó vào nó ăn trộm hai thằng thanh niên, nó vào nó vơ vét đấy. Tết nhất này cẩn thận các bạn nhá. Rồi, tôi cũng cảm ơn bà nhá. Bây giờ cũng muộn rồi, trưa rồi, thôi mời bà vào trong nhà uống nước rồi ăn bữa cơm thân mật với gia đình của chúng tôi. Thôi, bà có lời thế tôi cũng cảm ơn bà. Thế nhưng mà tôi về con cơm cháo cho ông xã nhà tôi. Thế hẹn bà dịp khác nhá. Rồi, 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 con cám đấy. Loạn lắm con. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Let's shine on one another, the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a